Chiều nay 26 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 12. Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đồng chí Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hờ Diêm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cũng báo cáo về hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố, kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022. Theo đó, năm 2022, các chỉ tiêu kinh tế quan trọng của thành phố đều tăng so với năm 2021, trong đó thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay. Ý kiến của cử tri tại hội nghị tập trung vào các nội dung như quy hoạch và quản lý quy hoạch của nhà nước phải đảm bảo công khai, minh bạch, tránh trường hợp quy hoạch treo nhiều năm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Cử tri đề nghị tỉnh và thành phố chú trọng hơn nữa đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi triển khai các công trình dự án, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng phụ cấp cho cán bộ thôn buôn, tổ dân phố, vân vân. Những ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột và lãnh đạo các sở ngành giải trình làm rõ. Những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các bộ ngành trung ương, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột sẽ tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.